Anh chị nào đang cần tìm một thửa đất mà để xây tự do nha, vừa ở vừa kinh doanh thì đây quý anh chị. Trong video ngày hôm nay em Hải sẽ mang tới anh chị mình một cái bất động sản là kinh doanh buôn bán anh chị nha. Tiếp tục có việc anh chị ơi. Đấy, trong màn hình anh chị nhìn thấy không? Người ta kinh doanh không? Ở đây thì nó lại cũng gần với cái chung cư nữa quý anh chị. Đây, kế bên cái chung cư này. Đó. Có cái chung cư này quý anh chị. Bất động sản em Hải đang mang tới anh chị mình là tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Một vị trí tại phường Bình Hòa thì anh chị biết rồi ha. Ở đây gần với chợ 434 và chợ Bình Đáng. Đấy, hai cái chợ để cho anh chị dễ hình dung và có thể tìm để dễ hình dung. Đấy, anh chị nha. Chợ Bình Đáng với chợ 434 ha, 300m quay đầu. Đấy, đi chợ nào cũng được. Ở đây sẽ có một cái chung cư to như thế này và bất động sản em Hải gửi tới anh chị mình là chỗ tay em Hải đây. Ở đây em có hai lô hai sổ anh chị nhá. Thực tế thì ba lô nhưng mà ra một lô rồi, bây giờ còn hai lô hai sổ liền kề. Đấy, anh chị mua một lô hai lô đều được anh chị nhá, tùy anh chị. Đấy. Thì tất cả bất động sản em Hải review trước giờ thì anh chị biết rồi, sổ hồng riêng ha, sang tên và hỗ trợ ngân hàng mua bán công chứng chuyển nhượng sang tên thoải mái. Đấy. Em không có review chủ chung anh chị nhá, em không review chủ chung nên là mua bán công chứng chuyển nhượng sang tên hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Đấy. Bất động sản mà nằm trên một con đường thông, đường to, đường rải nhựa. Đường nhựa thì lọt lòng này là 8m rưỡi, cái đường nhựa này này lọt lòng 8m rưỡi anh chị. Vỉa hè thì mỗi bên 3m nữa. Đấy, cũng khá là rộng nha. Tầm 14-15m là rộng lắm rồi đấy quý anh chị ha. Nó thông hai đầu, vừa ở vừa kinh doanh được. Đấy thì như màn hình anh chị đang nhìn thấy đây thì người ta kinh doanh tạp hóa rồi bán cơm, bán nước rồi bán cà phê rồi này quý anh chị. Còn cái hướng ngược lại thì bên đây có kinh doanh nhà trọ này quý anh chị. Đó, thấy chưa? Đây là những cái hình ảnh thực tế mà em Hải đang ghi hình nằm trên cái mặt tiền cung đường này quý anh chị nhá. Đó, của cái bất động sản mình. Đó, phía trên đó tạp hóa quá trời đó quý anh chị thấy không? Đấy, cái trên xa xa kia nữa kìa. Đấy, cái đường này kinh doanh được anh chị, đường này to mà. Đường này đường đẹp á, ở trong khu này đường này là đường đẹp. Đấy, thì ngoài cái vấn đề ở ra thì anh chị mình có thể kết hợp kinh doanh mua bán à, đúng không ạ? Đấy, thì bất động sản này là sổ hồng riêng và sang tên luôn và thổ cư hết 120 m vuông anh chị nhá. Đấy, mỗi lô là 120 m vuông và full hết thổ cư luôn. Đấy, ngang nằm đẹp luôn ha. À, nằm trên cái mặt tiền của những cái cung đường đẹp như thế này. Đó, để phù hợp cho anh chị vừa ở vừa kinh doanh. Rồi. Báo cáo lại vị trí phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phường Bình Hòa thì đẹp rồi anh chị ha. Nếu mà dưới thành phố Hồ Chí Minh lên là cái phường Bình Hòa là cái phường đầu tiên đó quý chị ha. Thì ở chỗ này tổng là 3 lô nhưng mà bán một lô rồi thì còn hai lô thì em sẽ review và mang tới anh chị mình hai lô. Một lô là sát cái chỗ nhà trọ đó tính ra và lô kế tiếp là ở bên quý chị nha. Ở đây là ngang năm hết quý chị, hai lô đều như nhau nhá. Tất cả đều là ngang năm và dài 24. Đấy, là 120 m mỗi lô, 120 m mỗi lô anh chị và thổ cư full. Đây, nếu mà tổng hai lô là 240 m anh chị nhá, thổ cư full nhá. Thì mỗi lô ở đây là có hai sổ rồi, tách làm đôi rồi anh chị nhá. Hai sổ riêng biệt. Anh chị mua một sổ cũng được, mua hai sổ cũng được tùy anh chị. Đấy, đất của mình đây. Dài 24 là vào tới cái tường đỏ anh chị nhá. Đó. Ở đây thì nó kế bên cái chung cư to này. Đấy, nó kế bên cái chung cư to này. Đấy thì ở đây thì em thấy là kết hợp vừa ở với kinh doanh thì đẹp quá ha. Anh chị nào mà đang ở trên cao đó chẳng hạn mà muốn xuống dưới đất thì đây mình có thể nghiên cứu ngay cái vị trí này đấy, ngay dưới chân chung cư của mình đây. Đó với chị nhá. Đấy, cái một lô là cái cột điện này là nằm giữa hai lô này quý chị. Cột điện này nằm giữa hai lô này quý chị. Đó ha. Cái bên phòng trọ một lô và bên đây một lô. Đó, hai lô quý chị nhá. Hai lô quý chị. À, tất cả là ngang năm và dài 24 ha. Hướng nam, hướng chính nam luôn. Hướng chính nam nên là anh chị nào mà đông tứ trạch là anh chị sẽ rất hợp anh chị nhá. Đông tứ trạch là hợp nhá. Đó, đường thì thông hai đầu. Cái hướng này đây anh chị ra Bình Hòa 13 ra đường Nguyễn Du đều được ha. Đó, mình đi ra chợ 434 đều được ha. Đấy, hướng đầu này. Còn hướng ngược lại này cũng vậy luôn. À, tất cả hai hướng này đều thông ra đường Nguyễn Du, hướng này ra chợ 434 ra chợ Bình Đáng ngay đây. Đó. Ông cái khu này là chợ Bình Đáng, nó nằm trong cái khu này luôn anh chị nhá. Đấy, ở đây là phường Bình Hòa em xin được nhắc lại. Rồi. Mỗi lô ở đây là đang bán đó quý chị 3 tỷ rưỡi ha, 3 tỷ rưỡi mỗi lô. Đấy, hai lô là 7 tỷ nếu anh chị mua cả hai lô thì còn thương lượng anh chị nhá. Còn mỗi lô ngang 5 và dài cho 24 là 120 m á là 3 tỷ rưỡi mỗi lô anh chị nhá. Rồi, thì anh chị nào mà thấy phù hợp thì mình phải đi xem thực tế ha. Mặc dù em Hải đã quay phim đâu ra đó và đưa hết tất cả các cái thông tin để cho anh chị mình xem rồi. Đây là một cái bất động sản xây tự do à, thì xây tự do thoải mái, xây nhà trọ cấp 4 nhà lầu đều được. Và điều đặc biệt là vừa kết hợp kinh doanh vừa ở anh chị nhá, một vị trí đẹp tại phường Bình Hòa thành phố Thuận An, thuận tiện di chuyển cầu ông bố và bệnh viện Lotte Max rồi các kiểu đó quý chị ha. Rồi. Em xin chào toàn thể quý chị, hẹn gặp anh chị những video mới nhá.